Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển và mở rộng của vùng áp thấp nóng phía Tây đã khiến cho nhiệt độ tăng cao, nắng nóng gia tăng cả về phạm vi và cường độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên. Trong đó đã xuất hiện những điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên mức là 40 độ ở vùng núi phía Tây của tỉnh Nghệ An. Dự báo là trong 2 ngày tới, vùng áp thấp phía Tây tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Cụ thể, tại Bắc Bộ, những cơn mưa chỉ xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi trên khu vực, tập trung chính vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng sớm. Thời điểm này, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ ở Trung Du Đồng Bằng và từ 23 đến 26 độ ở vùng núi. Trong ngày, trời có nắng với cường độ nắng mạnh vào thời điểm trưa chiều, với nhiệt độ cao nhất 2 ngày tới từ 33 đến 37 độ, đặc biệt là tại khu vực Tây Bắc thì vẫn duy trì nắng nóng gay gắt với mức nhiệt là trên mức 38 độ. Riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh trở vào đến Thái Bình thời tiết dễ chịu hơn khi nhiệt độ giữa trưa chỉ dao động trong khoảng là từ 32 đến 34 độ. Dự báo đến ngày 10 tháng 5, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây sẽ bị nén bởi khối không khí mát từ phía Bắc, do vậy nhiệt độ có phần giảm nhẹ, cường độ nắng giảm dần. Đến chiều tối và đêm bắt đầu xuất hiện những cơn mưa dông và trong cơn dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh rất nguy hiểm. Đến với các tỉnh duyên hải miền Trung, từ nay đến ngày 10 tháng 5, chịu sự chi phối chủ yếu của rìa phía đông nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với sự hiện diện của dải Trường Sơn chạy dọc theo khu vực gây ra hiệu ứng phơn, nên các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên sẽ duy trì tình trạng nắng nhiều, nhiệt độ tăng cao và độ ẩm không khí giảm thấp. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ 35 đến 38 độ, một số nơi ở vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Đặc biệt là các tỉnh từ Nghệ An trở xuống đến Quảng Trị thì nhiệt độ có thể đạt mức là 39 đến 40 độ. Cá biệt có nơi còn trên mức là 40 độ, nắng nóng đặc biệt gay gắt. Trong khi đó, các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận thì cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ tại đây thấp hơn phần phía Bắc, phổ biến là từ 32 đến 35 độ. Điểm dừng chân cuối cùng là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong những ngày tới, thời tiết ở trạng thái nắng nhiều và nhiệt độ còn duy trì ở mức cao. Nắng nóng diện rộng với mức nhiệt phổ biến là từ 33 đến 36 độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ và từ 34 đến 36 độ tại vùng cao Tây Nguyên. Riêng thành phố Đà Lạt thì tiết trời dễ chịu hơn với nhiệt độ là từ 16 đến 27 độ. Những cơn mưa dông cũng có khả năng xuất hiện nhưng không lan rộng và tập trung chủ yếu vào cuối ngày. Tuy nhiên thì người dân vẫn cần đề phòng những hiện tượng lốc sét gây nguy hiểm. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới trong các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ 3 ngày tới có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 37 độ, riêng khu vực Tây Bắc thì có nơi trên mức 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nền nhiệt vào ngày mùng 8 và ngày mùng 9 là từ 33 đến 37 độ. Từ chiều tối và đêm ngày mùng 10 chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất ngày giảm khoảng từ 1 đến 2 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 phổ biến là không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều dao động là từ 35 đến 38 độ, vùng núi thì có nơi trên mức 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 3 ngày tới ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, mức nhiệt không có nhiều biến động, phổ biến là từ 34 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ. Khu vực Nam Bộ từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ ban trưa là từ 33 đến 36 độ. Đến với thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Mức nhiệt trong ngày mùng 8 và ngày mùng 9 là từ 33 đến 37 độ. Chiều tối và đêm ngày mùng 10 chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, với mức nhiệt cao nhất trong ngày giảm nhẹ, dao động là từ 32 đến 36 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, trời phổ biến không mưa, gió nhẹ biển êm, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Trong khi đó, thì ở khu vực phía Nam, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, duy trì thời tiết tốt, gió hoạt động ở mức là cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km, thuận lợi cho ngư dân vươn khơi bám biển. Thưa quý vị, hoạt động của vùng áp thấp nóng phía Tây đã khiến cho nhiệt độ ở các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung gia tăng. Nắng nóng đã xuất hiện và có xu hướng lan rộng trong mấy ngày gần đây.
Trong đó, khu vực vùng núi Bắc Trung Bộ đã xuất hiện những điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt khi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ. Đến hôm nay, thì hình thế thời tiết chủ yếu chi phối các tỉnh thành Bắc Bộ vẫn là rìa đông nam của vùng áp thấp nóng phía Tây, nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên khu vực với mức nhiệt cao nhất vào thời điểm trưa chiều, phổ biến là từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh trở vào đến Thái Bình, tiết trời dịu hơn khi hầu hết các nơi nhiệt độ không vượt quá ngưỡng 34 độ. Đối với các tỉnh Trung Bộ, trong ngày hôm nay, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trở vào đến tận Bình Định, Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. Trong đó, vùng núi phía Tây, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, cục bộ có nắng nóng đặc biệt gay gắt khi nhiệt độ ở mức là 39 đến 40 độ, thậm chí có nơi trên 40 độ. Trong khi đó, vùng ven biển khu vực này thì nhiệt độ hầu như không vượt quá ngưỡng 34 độ, thời tiết dịu hơn hẳn so với vùng núi phía Tây dãy Trường Sơn. Các tỉnh cực Nam của Trung Bộ như là Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, cường độ nắng không gay gắt như khu vực phía Bắc, nên nhiệt độ cao nhất tại đây phổ biến từ 33 đến 35 độ. Ở phía Nam, nắng nóng đã diễn ra ở nhiều nơi thuộc phía Bắc Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Ngày hôm nay, những cơn mưa dông cục bộ vẫn có khả năng lặp lại vào chiều tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho các hoạt động ngoài trời. Mức nhiệt cao nhất phổ biến ở khu vực Tây Nguyên là từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi đạt ngưỡng 37 độ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ, ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội, trời có nắng từ sáng đến chiều muộn với cường độ nắng tăng mạnh vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, nên nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức là 35 đến 36 độ. Mức nhiệt cao cùng với hiệu ứng đô thị khiến cho cảm giác nóng tăng lên, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là khi lưu thông trên đường. Nên quý vị cần hạn chế các hoạt động ngoài trời diễn ra vào khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 15 giờ chiều để đảm bảo sức khỏe. Nằm giáp biển thuộc khu Đông Bắc Bắc Bộ, thành phố Cảng Hải Phòng, thời tiết dễ chịu hơn so với thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng nằm sâu trong đất liền như là Hưng Yên hay Hải Dương. Tại đây ngày hôm nay trời cũng có nắng nhưng đôi lúc có những khoảng có mây nên cường độ nắng không mạnh và nhiệt độ cao nhất ở dưới ngưỡng 34 độ nên cảm giác không quá nóng. Điều đáng lưu ý là do ảnh hưởng của vùng áp thấp mở rộng nên trên khu vực vịnh Bắc Bộ, gió Nam thổi khá mạnh, đạt mức cấp 6, giật cấp 7, gây sóng cao, biển động, nên thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Tại thành phố biển miền Trung, Đà Nẵng, ngày hôm nay trời hầu như là không mưa, trong ngày có nắng nhưng do nằm sát biển nên cường độ nắng tại đây không mạnh như khu vực vùng núi phía Tây. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở mức 33 đến 34 độ, sau đó giảm xuống dưới ngưỡng 28 độ vào tối nay. Cùng với đó là gió biển thổi nhẹ và độ ẩm không khí vừa phải nên thời tiết ủng hộ cho các hoạt động du lịch trong dịp đầu hè ở thành phố biển xinh đẹp này. Thuộc phần phía Nam Trung Bộ, thành phố biển Nha Trang, ngoài phong cảnh đẹp còn được thiên nhiên ưu đãi khí hậu ôn hòa quanh năm, nên nơi đây luôn là nơi thu hút khách du lịch đến nghỉ dưỡng và tham quan. Ngày hôm nay tại đây trời không mưa và có nắng với nhiệt độ vào thời điểm trưa chiều ở khoảng là 33 đến 34 độ và mức nhiệt thấp nhất đêm nay trong khoảng là 25 cho tới 27 độ. Tiết trời khá mát mẻ và khá dễ chịu vào thời điểm này. Đã sang tháng 5 nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều ngày nay trời hầu như là không mưa và nắng kéo dài trong ngày với cường độ nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất liên tục vượt ngưỡng 35 độ. Dự báo trong hôm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra khi nhiệt độ cao nhất trưa chiều vẫn ở ngưỡng 35 độ hoặc trên 35 độ, nên quý vị cũng nên lưu ý đến chế độ dinh dưỡng mùa nắng nóng, cần bổ sung đủ nước và rau xanh, trái cây để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Mặc dù nằm ở vùng sông nước miền Tây Nam Bộ nhưng suốt từ đầu tháng đến nay, thành phố Cần Thơ trời liên tục không mưa và có nắng nhiều, với mức nhiệt tăng cao trên 35 độ vào thời điểm trưa chiều. Nhận định trong 1 đến 2 ngày tới trên địa bàn thành phố vẫn có nắng nhiều mà mưa rào chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối trong thời đoạn ngắn nên tình trạng khô hạn và thiếu nước vẫn gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của người dân trên khu vực.